Nước luôn là một nhu cầu thiết yếu và là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Đối với Đà Lạt, nơi vừa là điểm du lịch hấp dẫn du khách, vừa là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới, thì vấn đề ổn định nguồn cung cấp nước là vô cùng cần thiết. Mặc dù trong những ngày gần đây, Đà Lạt đã đón những cơn mưa đầu mùa, nhưng tình trạng thiếu nước sản xuất sinh hoạt ở nhiều địa điểm trong thành phố, thời điểm trước Tết Nguyên đán Ất Mùi và những năm trước đây, vẫn khiến người dân không khỏi lo lắng về thực trạng cấp nước trên địa bàn. Trước thực tế này, chúng tôi đã có cuộc tìm hiểu với các đơn vị liên quan để có câu trả lời rõ ràng hơn về vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đây là những hình ảnh tại nhà máy nước Đăng Kia 1, chúng tôi ghi lại được vào những ngày cuối tháng 3. Khi mà tình trạng khô hạn đang xảy ra ở nhiều địa phương. Đăng Kia 1 là một trong những nhà máy sản xuất nước chính, cung cấp cho nhu cầu sử dụng nước của toàn thành phố Đà Lạt. Thời điểm hiện tại, công suất sản xuất của nhà máy là 60.000 mét khối một ngày, trong khi nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của thành phố từ 43.000 đến 45.000 mét khối một ngày. Theo dự tính, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Đà Lạt sẽ có thêm từ 10.000 đến 12.000 lượt du khách đến tham quan. Tuy nhiên, theo khẳng định từ phía đơn vị này, khả năng thiếu nước sẽ không xảy ra. So với năm trước về cái lượng mưa năm nay cũng chưa tới được, nhưng về cái trữ lượng nước năm nay là dồi dào hơn năm trước. Về cái mực nước hiện tại bây giờ là mực nước rút khoảng 3,7 m, thì so với mực nước là bằng ổn định hơn những năm trước. Còn để mà dự phòng thì năm vừa rồi có thống nhất về bên điện lực là cái mực nước thấp so với cái năm trước được nâng lên khoảng 80 phân nữa, thì so mực nước là 146,8 và so cái mực nước tràn là 141,8 là mình nâng được 6 m, nên cũng đảm bảo cái nước cung cấp nước. Như vậy, yếu tố nguồn cung cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, những lo lắng với nhiều điểm thiếu nước cục bộ tại các khu vực của thành phố vẫn thường trực trong người dân. Bởi thời gian qua, nhiều khu dân cư vẫn không có nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày theo từng thời điểm, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Nguyên nhân là do các đường ống dẫn nước khá nhỏ, chưa đủ năng lực cấp nước cho thành phố. Tuy nhiên, theo đơn vị chủ quản là Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, năm 2015 này, cơ bản các khu vực dân cư đã và sẽ tiếp tục được cải thiện tình trạng trên. Bởi song song với dự án cấp thoát nước Đà Lạt giai đoạn 3, nhiều phương án khắc phục cũng được triển khai. Công ty có nhiều biện pháp để khắc phục việc này, nâng cao công suất của các nhà máy hiện hữu và cải tạo một số đường ống. Tuy nhiên, đó là cái thực hiện này cũng chưa được như mong muốn. Vừa rồi thì công ty cũng được ủy ban tỉnh, nhà nước quan tâm cho đầu tư dự án cấp nước giai đoạn 3 để khắc phục toàn bộ những cái tồn tại này. Vừa rồi thì cũng đã đưa một phần dự án vào để khắc phục việc cấp nước. Thì trong Tết âm lịch vừa qua thì việc cấp nước cho bà con đã cải thiện rất nhiều. Hẻm Kim Đồng, phường 6, thành phố Đà Lạt, một trong những địa điểm thiếu nước trầm trọng trước đây. Nhiều người dân đã phải chuyển đi nơi khác vì quá khó khăn về nguồn nước. Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu cũng như nhiều người dân nơi này đã trải qua những thời điểm khó khăn nhất về nước. Khi mà về đây 2010 về đây ở 2014 nó không năm nào mà cái ba tôi không xưng vì cái nước đó. Không có Tết nào 27 Tết có nước. Không có nước suốt đến hết mà một Tết, và lúc đó là phải tắm nhờ, giặt quần áo tiệm. Nhưng mà năm 2015, cuối năm 2014, chuẩn bị Tết cho du lịch âm lịch đó, thì được sự hỗ trợ của nhà máy nước Đà Lạt thì được nâng cấp cái đường ống nước, rồi bắt từ ngay chỗ cổng của xử lý nước thải lên ngược lên đường ống, thì đến bây giờ thì nước rất là mặn. Một nguồn nước ổn định như thế này tưởng như là điều hết sức bình thường, nhưng lại là điều mong ước của không biết bao gia đình tại những nơi khô hạn, thiếu nước hay những nơi sạch. Hy vọng cùng với những biện pháp khắc phục và các dự án mà Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng đã đang triển khai, người dân thành phố Đà Lạt và du khách đến với thành phố xinh đẹp mộng mơ sẽ không còn nỗi lo thiếu nước.